Xin chào các bác. Trong buổi chiều hôm nay thì em đón bác Phương ở quận Linh xuống bên em lắp một bộ hát sử dụng loa JBL dòng 515. Dòng này thì từ leo toàn phần cho độ nhảy âm thanh cao, âm thanh được tái tạo rất trong trẻo và mượt mà. Thì nhà bác ấy đã có một chiếc vang X5 và một bộ mixer. Nên bên em nâng cấp thêm một con đẩy của PS Audio và một đôi loa JBL 515. Và xin mời các bác cùng lắng nghe chất âm của bộ hát này thông qua một bài hát thao thức với em do bác Phương thể hiện. Bên em sẽ ghép thêm cho bác cái con súp 40 hầm của HZ. Vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh ngày ta chọn một đời làm mình luôn luôn có đôi. Làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Cuộc đời là đường mãi mãi.